Câu thứ 6 à, Con Bạch Thầy Con biết đến Phật Pháp và tu tập Tụng Kinh Bái sám gần 3 năm Nhưng đến nay vọng tưởng của con Khi Tụng Kinh vẫn còn rất nhiều Bạch Thầy Có khi nào con Đang tu sai không ạ à? Kính mong Thầy khai thị cho con à, Tụng Kinh mới có 3 năm Mà đòi hết vọng tưởng Thầy Tụng Kinh gần 30 năm nay vẫn còn vọng tưởng đấy <laughs> Nhiều lúc thầy vẫn còn vọng tưởng đấy Vẫn còn phiền não đấy Nhưng vọng tưởng đến Điều quan trọng ngày xưa các tổ nói vọng tưởng đến liền biết Nhận biết nó và gì Dùng hai từ buông xuống thì vọng tưởng sẽ hết Vọng tưởng khởi từ đâu Chúng ta nên gì Dành một thời gian ngắn Một phút hoặc một nửa phút hoặc một vài giây thôi Vọng tưởng từ đâu À Có thể từ cái bữa cơm sáng hôm nay để con dâu nó nấu nó hơi khê chẳng hạn hoặc nó còn hơi sống chẳng hạn mình mới nói nó một câu gì nó cái mình nhằng nhằng đấy và thậm chí nó gì nó còn nói tục với mình nữa cho nên gì buồn quá đi thôi buồn quá và vòng tưởng đi đâu vòng tưởng nó nghĩ lại bữa cơm ấy, bữa bữa cơm xong rồi hôm qua xong rồi hôm nay tiếp tục lại gì thấy con dâu một cái lại nghĩ đến đến hôm qua à nó đối xử với mình như thế nó thổi cơm sống và cơm khê mình nói một cái nó gì nó nói mình làm cho mình buồn việc hôm qua đã xong tại sao không buông xuống tại sao mình người học Phật không buông được xuống nhìn thấy nó một cái mình lại nghĩ là gì hôm qua cơm sống cơm khê mình nói nó nó nói mình câu như thế cho nên đó là vọng tưởng nhận được nó một cái liền gì nhận diện để nó nghĩ rằng ơ tại sao mình học Phật rồi mà mình lại vẫn còn chấp cái chuyện đau khổ ngày hôm qua nhỉ cái chuyện bấm qua như vậy nhận ra nó buông xuống đây thể lấy một cái ví dụ như vậy tất cả những cái chuyện đó chúng ta nếu nhận ra nó đều buông được xuống thì vọng tưởng dần dần sẽ hết buông không được dùng câu a di đà phật gì để đè nó xuống để diệt nó đi nhất tâm niệm a di đà phật thì giống như lấy lửa để đốt rác ấy giống như lấy nước ấy để rửa gì rửa chỗ bẩn đấy rửa bùn đất đấy rửa phân nhơ ấy bẩn đến đâu như bùn đất thậm chí là như phần nhơ mình gọi như phân do đó bẩn đến đâu dùng nhiều nước sạch rửa nó cũng sẽ hết thậm chí là nhà xí nhà tiêu mình dùng rất rất nhiều nước gì chúng ta rửa nó cái nhà tiêu đó còn còn gì còn sạch bong thậm chí vào đó ngồi thì vào đó ở được ở trong đó Cho nên điều quan trọng nhất là nếu mà Phật tử chúng ta tu theo tịnh độ chẳng hạn, chúng ta tùng dâu dùng câu thần chú hoặc dùng câu gì, danh hiệu Phật, Bồ Tát để chúng ta trì niệm, thì vọng tưởng đó thì dần dần sẽ tiêu. Giống như lấy nước để rửa bùn đất phân nhơ. Giống như lấy gì? Lấy lửa để đốt cháy gì? đốt cháy rơm rác đó làm được như thế lâu ngày chảy tháng chúng ta đốt một ngày chưa hết rác đốt hai ngày hai ngày chưa hết rác thì đốt một tháng một tháng chưa rác đốt một năm một năm đốt chưa hết đốt một trăm năm cả cuộc đời này chúng ta thì phát nguyện đốt rác rác kia sẽ hết nó không hết rác ở khắp nhân gian này khắp trái địa cầu này nhưng ít nhất ở chung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong gia đình chúng ta thì sẽ hết rác. Ngày nào chúng ta cũng chăm chỉ quét nhà đốt rác, nhà chúng ta sẽ sạch thôi. Còn nếu cho chúng ta lười biếng, vài ngày thôi nhà chúng ta sẽ gì? Sẽ bẩn thôi, sẽ ô nhiễm thôi. Đó, tương tự như vậy, người tu tập chúng ta đã mang danh là học Phật rồi mà chẳng biết gì, dùng lời kinh tiếng kệ hàng ngày để mà khuất phục cái tâm phiền não, cái tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm bỏn sẻn và tâm lười biếng của mình. Cái tâm thị phi phải trái của mình. Thì chẳng khác gì chúng ta có một căn nhà rất đẹp ở mặt phố. Nhưng mà chúng ta lười biếng quét dọn. Mặt phố ngoài đường phố thì rất nhiều xe cổ đi qua đi lại. Cho nên, chúng ta mà lười quét dọn chỉ vài ngày thôi, chỗ nào trong nhà cũng ta, dù căn nhà rất là đẹp, nhưng bụi cũng sẽ bám đầy. Vì vậy, một chúng sinh có mặt ở thế gian này, ở cõi xá bà này, cõi năm thiềm bổ châu này, sinh vào cái thế giới này, Đức Phật Thích Ca nói gì? Cõi đời có năm ác trược, một là kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung kiếp trược kiến trược phiền não trược chúng sinh trược và mệnh trược chung năm cái trược này nó nung nấu chúng ta cho nên đó, chúng ta không khéo léo vận dụng lời dạy của đức phật để vào cuộc sống tu hải nhận thì vọng tưởng cứ bời bời nó nổi lên thôi tuy là tùng kinh ba năm rồi ba mươi năm còn chẳng ăn hai chứ ba năm cái gì các vị không chỉ 30 năm mà gì Tùng kinh cả Người thọ 100 tuổi Tùng kinh đến 90 năm Tức là tùng kinh từ năm 10 tuổi Mà vọng tưởng Vẫn hoàn vọng tưởng Có những người xuất gia trong đạo Tùng kinh năm 60 năm Học Phật năm 60 năm Tới khi chết đi Vẫn chẳng biết gì Mình đi về đâu Chứ đừng nói là 3 năm 30 năm thậm chí nhiều hơn cái đó Gấp đôi gấp ba cái lần 30 năm đó Nếu chúng ta thì Không thực sự Hiểu Phật và không thực sự học Phật Một cách rốt ráo Chỉ đọc kinh ở trên gì Đầu môi chóp lưỡi Chỉ tu Phật ở trên gì Trên hình thức Người xuất gia thì chỉ hình thức thì cạo tóc mặc áo Người tại gia thì chỉ hình thức là gì Tụng được bao nhiêu bộ kinh Đi quy tam bảo bao nhiêu năm Học với bao nhiêu người thầy Cũng giảng bao nhiêu ngôi chùa Làm được bao nhiêu công đức Vân vân Giống như ngày xưa Lương Vũ Đế hỏi tổ bồ, nói với tổ hỏi bộ tổ bồ đề đàn ma là gì? Chấm đã đổ cho hàng vạn vị tăng. Xây hàng vạn ngôi chùa công đức có nhiều không? Đưa ra câu hỏi đó trên cương vị là một vị vua. Hỏi một thầy tu, ông ấy nghĩ rằng nghĩ chắc mẩm trong bụng sẽ thì nghĩ rằng á tổ bồ đề đạt ma sẽ nói gì? Bẩm bệ hạ hoặc là thưa bệ hạ, công đức của bệ hạ gì rất rất nhiều nhưng chúng ta có ngờ ông lương vũ đế có ngờ được đâu ông vua lương vũ đế không ngờ được rằng á, tổ bồ đề đạt ma phủi một câu gì chẳng có công đức gì cả xây hàng vạn ngôi chùa đồ hàng ngàn vị tăng hỏi chấm có công đức nhiều không có công đức gì không có công đức nhiều không tổ làm một câu gì chẳng có công đức gì cả đó cho nên ấy, ở đây học phật điều quan trọng là chúng ta đừng có chấp trực vào những việc mình đã làm được rồi nếu mà người học phật với cho thầy chẳng hạn thầy chấp là gì? thầy xây được bao nhiêu ngôi chùa độ được cho bao nhiêu đệ tử giảng được bao nhiêu thời kinh giúp được cho bao nhiêu phật tử biết quy tam bảo và việc làm mấy đã đủ rồi đến bây giờ là lúc gì lúc thầy hưởng thụ rồi thì không phải lao tâm khổ tứ không phải vất vả nữa đi đâu gì đi đâu về thì có đệ tử cơm bưng nước rót rồi không phải lao tâm khổ tứ đầy đệ tử bên cạnh tăng có ni có đệ tử xuất gia có đệ tử tục gia có nhiều rất rất nhiều lao tâm khổ tứ là gì nữa bây giờ việc làm xây chùa xây truyền giao cho đệ tử làm mình đi chơi mình hưởng thụ nay đi chơi tỉnh này mai đi chơi tỉnh khác nay đi chơi nước này mai đi chơi nước khác lao tâm khổ tứ để làm làm gì nuôi lớn đệ tử rồi nuôi các đệ tử đệ tử lớn rồi nó lo được rồi giao cho nó và mình gì đi chơi có được không không được chắc chắn không được nếu mà vì thầy mà làm như thế lo cho bản thân như vậy sợ gian khó sợ khổ như vậy kể công với phật như vậy kể công với tổ như vậy và kể công với tín đồ và tử với đệ tử của mình như vậy chắc chắn rằng một ngày nào đó mình sẽ tự đốt hết phúc mình thôi đó cho nên cái điều học phật điều quan trọng nhất là tụng kinh niệm phật làm được các việc phúc việc thiện mình phải biết buông nó xuống đừng chấp vào cái gì mình đã làm được hãy nhớ rằng gì như hôm qua hôm kia à, hôm qua à, ra khánh tuế uh, sư phụ chúng tôi uh, khi mọi người ra về hết rồi uh, sư phụ mới nói với tôi rằng uh, người học Phật phải luôn luôn nhớ tới ân Phật luôn luôn nhớ tới ân Tổ và luôn luôn nhớ tới ân Thầy sư phụ bảo vì sao phải nhớ ơn Phật vì có giỏi đến đâu mà không có Phật đó, thì mình cũng chẳng làm cái gì ở trong xã hội này cả mình chỉ là một gì một chúng sinh nhỏ bé mà thôi một con người nhỏ bé trong xã hội này mà thôi nay nhờ có Phật mình được xuất gia được làm đệ tử Phật cho nên á mình nói một câu tiền hô hậu ổng Nói một câu họ gì? Họ tin theo Nói một câu gì? Họ quy kính Nói một câu đó, họ phục tùng Đó là do gì? Nhờ có Phật Rời Phật ra Mình chẳng làm cái gì cả Cụ nói là vì sao phải nhớ ơn phải, phải nhớ ơn tổ Vì có tổ Mới có người Truyền đăng kế pháp Truyền pháp kế đăng không có tổ á, thì làm gì, gì có thầy và không có thầy á thì làm gì, gì? có mình cho nên á, cụ dạy tôi trước khi ra về cụ dạy phải luôn luôn nhớ có phật có tổ có thầy mới có mình cụ chỉ nói thế mà tôi biết là gì cụ đang muốn nói cái gì cụ đang muốn ám chỉ vào ai đang mà ám chỉ vào chính người đệ tử ở trước mặt người thầy mình đó vì sao vì lúc ra lễ khánh tuế cụ thì cụ nói thì tôi phúc mỏng nghiệp dày trước khi khánh tuế thì cụ nói thì có ai được như ông đâu tôi đây này một thân một mình ông ấy thì kẻ trước người sau cái đệ tử sướng hơn cả thầy thì mình cũng cười mình chẳng dám nói cái gì cả chỉ cười mà phải sư phụ cứ nói thế chúng con cũng đâu dám hưởng thụ đâu, cũng bình thường thôi, không dám gì cả. thấy cụ bảo ư? tao tao ta cứ nói thế, cụ bảo tao ta cứ nói thế, có thì sửa, mà không có thì thôi. Tao cứ nói thế. cho nên là ý cụ này, tôi nghĩ là chắc là ý cụ muốn nói mày có đệ tử đâu có phật tử nhiều làm được nhiều các công việc phật sự nhưng đừng có chấp vào các phật sự ấy các đệ tử ấy là do gì do mày độ được nó do tự mày độ được nó những ngôi chùa mày làm được không phải do cũng tự mày làm được nó và gì những phật tử theo mày cũng không phải là tự nhiên người ta tin mày mà phải gì có phật có tổ và có thầy mày đó À, ý là như thế tôi hiểu ý là như vậy cho nên trước khi ra về tôi bạch cụ và văn cụ cứ hoan hỉ cụ cứ yên tâm cho dù như thế nào đấy chăng nữa ở đâu đi chăng nữa đi đâu đi chăng nữa hay tu hay làm cái gì đi chăng nữa chúng con vẫn nhớ được gì? ơn thầy ơn tổ và ơn phật làm cái gì đi chăng nữa chúng con có nghĩa là chúng con đến với đạo bằng hai bàn tay trắng Chúng con đến với thầy bằng gì? Bằng một cái anh chàng nông dân thực sự Một anh chàng nông dân thực sự Thực sự khi tôi đến với đạo Đến với thầy tôi là một anh chàng nông dân thực sự Trình độ văn hóa không có Phải nói là không có đi Hay nói là gì? Nếu nói đúng hơn thì là có nhưng mà rất thấp Đọc chưa sạch, bạch chưa thông. Cho nên, được như ngày hôm nay, nhờ có Thầy Tổ, nhờ có Sư Phụ, nhờ có Tổ, nhờ có sang sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát mà có, mà thành. Đấy cho nên ở đây, khi mà chúng ta tùng kinh niệm Phật, mà muốn vọng tưởng được tiêu diệt, muốn cho trí tuệ được khai thông, thì hòa thượng tình không dạy thế nào hòa thượng tình không dạy dùng tất cả tấm lòng chân thành để tụng kinh dùng tất cả tấm lòng chân thành để học đạo thì tâm chúng ta sẽ được gì được sáng tỏ đạo chúng ta sẽ được gì lớn thêm hay lắm các bậc tiền hiền cổ đức các bậc tổ sư long tượng trong tông môn các ngài dạy hay lắm dạy đúng lắm chúng ta nghe chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực hành một cách chân thành thì chắc chắn rằng á, vọng tưởng sẽ thì sẽ không cánh mà bay cho nên phật tử này đưa câu hỏi này thì thầy cũng gì cũng chia sẻ như vậy đừng mong rằng mới có 3 năm tụng kinh mà hết vọng tưởng thầy gần 30 năm nay vọng tưởng vẫn còn gì còn rất nhiều nhưng điều quan trọng mỗi khi vọng tưởng nó nổi lên Mình biết dùng câu gì? a di đà Phật để diệt trừ nó Mỗi khi ra đường giống như mỗi khi ra đường áo bẩn Về chúng ta gì? Tắm xong này đem giặt cái bộ quần áo đó đi Hôm sau lại có bộ quần áo sạch để mặc Hôm nay vọng tưởng nổi lên Chúng ta đừng có chán, đừng có bỏ đạo Mà hãy gì? Hãy càng nhất tâm tùng kinh niệm Phật nhiều hơn nữa Nếu không được nhiều hơn thì ít nhất phải giữ được cái thời khóa Và trong cái lúc đó nhận ra nó liền nhất tâm niệm phật thì dần dần vọng tưởng đó thì sẽ tiêu thôi